Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Hoàng Hạnh bất ngờ trượt top 20 của Hoa hậu Trái đất 2019 do không giỏi tiếng Anh. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2019 là Hoàng Hạnh. Trong đêm chung kết, Hoàng Hạnh xuất hiện rất ngắn ngủi bởi cô không nằm trong top 20. Đây là kết quả gây nhiều bất ngờ và thất vọng. Người hâm mộ hy vọng cô ít nhất lọt vào top 10 bởi trước đêm chung kết, Hoàng Hạnh xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng huy chương. Bên cạnh đó, Hoàng Hạnh xếp thứ 5 thí sinh được yêu thích nhất qua Instagram và đứng đầu về lượt xem video Echo trên kênh của chương trình. Dù không đạt thành tích như mong đợi, cô vẫn chia sẻ đoạn video nhảy nhót vui vẻ trên trang cá nhân sau khi đêm chung kết khép lại. Hoàng Hạnh nhắn thêm, mọi người đừng lo em buồn nha. Phía dưới, một khán giả động viên cô. Cố lên nha chị, những ai yêu quý cô gái thân thiện và dũng cảm sẽ vẫn mãi ủng hộ chị chứ không quay lưng đâu. Ai cũng có chút buồn vì không thể làm tốt hơn và mang vinh dự lớn về cho đất nước. Như vậy không thể phủ nhận các bạn thí sinh ai cũng xuất sắc và xứng đáng. Tôi đã cố gắng làm tốt mọi ngày trong từng hoạt động để hình ảnh Việt Nam gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. Hoàng Hạnh chia sẻ. Cô nói thêm, bất lợi tiếng Anh là rào cản lớn khi đi thi quốc tế. Tôi hy vọng mình sẽ cải thiện cũng như các đại diện tiếp theo sẽ chuẩn bị vốn ngoại ngữ tốt hơn. Tôi cảm ơn người hâm mộ quê nhà, gia đình đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua. Trước đó, ở phần thi tài năng, Hoàng Hạnh thể hiện ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Cô xuất hiện với tà áo dài chỉnh chu trên sân khấu và được khen ngợi về vẻ ngoài. Tuy nhiên, cô vấp phải nhiều lời tranh cãi về giọng hát. Người đẹp sinh năm 1992 lộ rõ chất giọng trên phô, những nốt cao của Hoàng Hạnh còn bị chê như hết hơi. Về tin đồn có chống lưng để tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoàng Hạnh chia sẻ, tôi là một người mẫu bình thường nên chắc chắn không thể có nhiều tiền. Con số đầu tư cụ thể chúng tôi cũng không chia sẻ được. Bản thân tôi thấy nó hoàn toàn hợp lý để chuẩn bị những khâu cơ bản cho sân chơi nhan sắc này. Hoàng Hạnh sinh năm 1992 là Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017. Sau đó cô tham gia cuộc thi cuộc đua kỳ thú nhưng sớm dừng chân. Khi ban tổ chức Miss Earth 2019 Hoa hậu Trái đất xác nhận Hoàng Hạnh là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay, một số khán giả bất ngờ bởi trước đó cô khá im ắng, chưa có nhiều hoạt động nổi bật. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.